Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng Zalo nhiều người xem Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên á Thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Zalo nha Rồi khi các bạn đã vào ứng dụng Zalo rồi á Bước tiếp theo các bạn bấm cái một nhật ký này Rồi khi các bạn đã bấm vào cái một nhật ký rồi á Bước tiếp theo mình sẽ Đăng một cái hình ảnh hay là một cái video nào đó trên Zalo Rồi bây giờ mình chọn video hay là hình ảnh này Thì mình sẽ chọn cái hình ảnh đây Mình bấm vào Rồi thì để mà Có nhiều người xem Rồi thì để mà cái Nhật ký của mình đây Có nhiều người xem á Thì các bạn bấm vào cái mục là với bạn bè này nha Rồi sau đó các bạn Gắn thẻ nhiều bạn bè vào các bạn gắn thẻ càng nhiều bạn bè đó, thì bài viết của mình sẽ có nhiều người xem nha rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp tục. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái mũi chỉ sang bên phải này, màu xanh này, ở góc trên bên phải màn hình nha, để đăng cái nhật ký này lên Zalo của mình. Vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách đăng Zalo nhiều người xem. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.